Nhà máy Gigafactory của Tesla tại Thượng Hải có công suất 1,1 triệu xe mỗi năm và giá Model Y tại Trung Quốc chỉ có 41.000 đô la, trong khi tại Mỹ là 65.000 đô la. Vậy tại sao Elon Musk không xuất khẩu ngược những chiếc Tesla China Made về Mỹ hoặc châu Âu để kiếm bộn tiền? Đó là một thông tin được hãng thông tấn Reuters tiết lộ gần đây rằng Elon Musk đang có những toan tính mới với những chiếc Tesla China Made. Nhưng dù sao, Tesla cũng đã xuất khẩu xe điện từ Trung Quốc sang châu Âu và các ông lớn khác như Volkswagen hay BMW cũng đang làm điều tương tự. Nhưng khách hàng vẫn mua những chiếc xe đó. Tuy nhiên tại Việt Nam, có nhiều người vẫn hoài nghi về VinFast rằng đó có phải là chiếc xe hoàn toàn made in Việt Nam hay chỉ là một sản phẩm lắp ráp theo kiểu năm cha, ba mẹ. Và không biết sau khi 999 chiếc xe điện VF8 tới Hoa Kỳ, liệu người Mỹ cũng có tâm lý kỳ thị như người Việt hay không? Nhưng sự kiện này sẽ mở ra những tiềm năng rất lớn cho ngành ô tô và lao động tại Việt Nam. Vậy hãy cùng chúng tôi khám phá những điều thú vị này trong câu chuyện ngày hôm nay. Và trước tiên, mong các bạn hãy bỏ ra 3 giây để ủng hộ chúng tôi bằng một like, subscribe và chia sẻ video này. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. VinFast có phải là một chiếc xe Việt Nam khi mà khung gầm, công nghệ và linh kiện được nhập khẩu từ Đức và bên thứ ba? Đó là những ý kiến trái chiều về hãng xe này kể từ khi ra mắt cho tới nay. Nhưng nếu biết Tesla và các ông lớn khác trong ngành xe hơi giao xe tới tay khách hàng như thế nào, có thể bạn sẽ suy nghĩ khác. Cuối tháng 6 năm 2020, chuyến tàu chở 7.000 chiếc Tesla Model 3 đã cập cảng Zeebrugge của Bỉ để đến 10 quốc gia châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Ý, Thụy Điển. Đó cũng là một chuyến tàu bình thường như bao chuyến tàu khác, nhưng nơi xuất phát cũng như nguồn gốc của 7.000 chiếc Tesla là điều đáng chú ý. Chúng hoàn toàn từ Trung Quốc. Giống như chuyến tàu 999 xe VF8 của VinFast, đây là một sự kiện lịch sử đối với Trung Quốc và những công nhân tại nhà máy Tesla Thượng Hải, như một minh chứng về chất lượng sản xuất bởi người Trung Quốc đã có thể đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu khắt khe. Chủ tịch Tesla Trung Quốc Tom Zhu cho biết, dù con số 7.000 xe của Tesla Trung Quốc không mang nhiều ý nghĩa đặc biệt như 999 chiếc xe điện VinFast VF8, nhưng phía sau đó lại là một lợi nhuận khổng lồ thu về cho Tesla khi giá xe điện tại Trung Quốc chỉ bằng 2/3 so với tại quê nhà. Mẫu xe dẫn động cầu sau Model 3 của Tesla có giá khởi điểm 265.900 nhân dân tệ, tương đương 38.193 đô la tại Trung Quốc. Mẫu Model Y có giá khởi điểm 288.900 nhân dân tệ, tương đương 41.496 đô la so với mức giá 65.000 đô la tại Mỹ. Tất nhiên để có mức giá này, toàn bộ linh kiện và nguyên vật liệu của những chiếc Tesla đó đều được sản xuất tại Trung Quốc, công xưởng của thế giới. Đây không phải lần đầu tiên một nhà sản xuất ô tô châu Âu nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc. Sau Tesla, BMW và Renault đã làm điều tương tự với mẫu iX3 và Spring. Với Volkswagen, mẫu xe được xuất khẩu từ Trung Quốc trong năm sau sẽ là phiên bản sản xuất sắp tới của Cupra Tavascan. Đến nay, những chuyến tàu xuất khẩu xe Tesla từ Trung Quốc vẫn đều đặn tới châu Âu và khách hàng tại lục địa già còn cho biết chất lượng xe Tesla China Made chẳng khác gì xe ở Mỹ và họ vẫn mua nó mà không ngần ngại. Dù vậy, các rào cản thuế quan và chính sách thù địch coi Trung Quốc là một thực thể nguy hiểm của Mỹ vẫn chưa cho phép các phương tiện China Made nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một hãng xe nhỏ bé từ Việt Nam đã vượt qua rào cản đó với 999 chiếc xe điện để đến tay khách hàng Mỹ. Thậm chí họ vừa mở thêm 2 cửa hàng tại châu Âu và Canada. Vậy tại sao một chiếc xe năm cha ba mẹ như VinFast lại làm được những điều lạ lùng đến như vậy? Và liệu người Mỹ sau khi đón nhận những chiếc xe VinFast đầu tiên họ kỳ thị như người Việt hay không? Tôi chắc bạn đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc VinFast xuất khẩu những chiếc xe điện đầu tiên tới tay khách hàng quốc tế cho thấy Việt Nam đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với ngành ô tô toàn cầu. Đồng thời, VinFast cũng đã mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng phải đáp ứng được một tiêu chuẩn. Tiến sĩ Ngô Công Trường, Chủ tịch Công ty Tư vấn và Giáo dục John & Partner, Giám đốc chuyên ngành xe hơi của ASQ tại Việt Nam cho biết, việc nhiều người Việt có tâm lý xe hơi Việt Nam thì Việt Nam phải sản xuất từ A đến Z là một quan niệm sai lầm. Các chi tiết cấu thành sản phẩm được sản xuất ở đâu không quan trọng bởi vì xu thế hiện nay là toàn cầu hóa. Miễn là chiếc xe đó mang thương hiệu Việt Nam thì nó là made in Việt Nam. Bên cạnh đó, tiến sĩ Ngô Công Trường đánh giá sự kiện VinFast sản xuất xe điện cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt trong ngành công nghiệp phụ trợ. Thậm chí kể cả khi VinFast sản xuất xe hơi ở Mỹ thì doanh nghiệp Việt vẫn có thuận lợi để cung cấp linh kiện cho mặt hàng này.
Đó là những chia sẻ tại buổi talk show online VinFast và cơ hội cho SME tham gia chuỗi cung ứng ngành xe hơi của tiến sĩ Ngô Công Trường. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các công ty quốc tế và làm việc tại Mỹ, tiến sĩ Ngô Công Trường cho biết VinFast đang là một hãng xe rất được thế giới quan tâm khi xếp vào hàng những công ty xe điện mới nổi, thậm chí đứng sau Tesla. Không phải vì VinFast đã quảng cáo rầm rộ và làm màu như những ý kiến trái chiều về hãng xe này, mà bởi vì họ đã làm thật và làm những điều khác biệt so với những hãng xe hơi lâu đời trên thế giới. Trong khi Tesla đã dẫn đầu thị trường xe điện khá lâu, thì các hãng xe hơi khác giờ mới bắt đầu tham gia vào cuộc đua. Và VinFast, một nhà sản xuất xe hơi trẻ tuổi ở Việt Nam, đã bắt kịp cuộc đua trong 4 năm với những điều phi thường. Điều đó khiến cho VinFast dù có làm tốt đến đâu thì cũng bị nghi ngờ, bởi vì họ là người mới. Nhưng khi VinFast xuất khẩu 999 chiếc xe điện tới Mỹ, họ cũng đã mở ra một cánh cửa cho ngành ô tô và lao động Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế. Theo ông Trường, khi VinFast xuất khẩu những chiếc xe điện ra nước ngoài, thì tự bản thân hãng xe Việt đã có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về linh kiện và sản xuất ô tô. Trong đó tiêu chuẩn IATF 16949-2016, hay còn gọi là chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô, một chứng chỉ cao cấp đang được các hãng xe hơi lớn như Mercedes, Audi hay Porsche áp dụng và là thước đo cho các hãng xe hơi khác trong ngành. Tiến sĩ Ngô Công Trường cho biết, trong một chiếc xe ô tô có đến hàng triệu linh kiện và các hãng xe không thể nào sản xuất toàn bộ những linh kiện đó. VinFast cũng vậy, họ đang tự sản xuất và nhập linh kiện từ bên thứ ba. Nhưng các linh kiện này cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn IATF 16949. Những linh kiện đó không quá cao siêu mà vô cùng đơn giản. Ví dụ như lốp xe, ghế da, hộp nhựa, dây điện. Những sản phẩm này người Việt Nam hoàn toàn có thể và có cơ hội làm được để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Không những vậy, nếu có thể đáp ứng tiêu chuẩn IATF 16949, sản phẩm của công ty đó có thể cung ứng cho nhiều hãng xe khác trong ngành xe hơi. Đơn cử như Michelin, cả đời họ đã chỉ làm lốp xe và sản phẩm của họ được lắp cho hầu như mọi hãng xe trên thế giới. Hay như Bosch, một hãng nghiên cứu về ABS và phần mềm điều khiển, đang đảm bảo an toàn trong mọi phương tiện xe hơi hiện nay. Và khi VinFast xuất khẩu 999 chiếc xe điện tới Mỹ, chắc chắn sẽ thu hút các ông lớn đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Tuy nhiên tại Việt Nam, nguồn nhân lực hiểu về tiêu chuẩn IATF 16949 thiếu rất nhiều. Chỉ có các công ty lớn như VinFast, Hyundai Thành Công, Hyosung Việt Nam. Vì vậy, để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng xe hơi thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cần sớm phổ cập tiêu chuẩn này. Đó cũng là lý do tại sao những chiếc xe điện Tesla China Made nói riêng và xe điện Trung Quốc nói chung có thể xuất khẩu tới thị trường lớn như châu Âu mà vẫn được khách hàng đón nhận. Ngoài ra, tiêu chuẩn IATF 16949 còn là một trong những công cụ giúp người học trở thành chuyên gia tầm quốc tế trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Và việc một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất ô tô có những chuyên gia hiểu về tiêu chuẩn IATF 16949 là điều hết sức cần thiết. Ông Trường nhấn mạnh, nếu doanh nghiệp muốn tham gia vào chuỗi cung ứng ngành ô tô ở Việt Nam thì phải xác định đây là một cơ hội chúng ta làm từ 20 đến 30 năm và quá trình chuẩn bị cho điều này sẽ không chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng. Và đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay về những tiềm năng mà hãng xe Việt đã khai mở sau khi xuất khẩu 999 chiếc xe điện tới Mỹ. Vậy theo các bạn, liệu người Mỹ có kỳ thị hay đón nhận những chiếc xe made in Việt Nam? Hãy để lại phần bình luận ở bên dưới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.